Bây giờ nhà ngươi muốn ở lại đây đúng không? Thì phải trả lời ba câu hỏi của ta. Nếu ngươi trả lời được, ta cho ngươi ở lại. Còn nếu không á hả, ta sẽ nhai cái đầu của nhà ngươi á. Thôi được rồi, ông hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Ngươi cũng càng đảm lắm. Ngươi nghe đây. Cái gì? Bự bằng cái dung. Dục xuống ao. Đào. Đào vậy nè. Cảm thấy khi mà lấy chẳng có được. Nhìn cái mặt là biết trả lời không được rồi chứ gì. Thôi được rồi, hãy đứng đó suy nghĩ đi. Ta ngủ một lát. À, là bốn mặt trăng đúng không? Mẹ tôi hay đố tôi cái này lắm. Cái gì? Trời đất ơi, câu đó mà ngươi cũng trả lời được hả? Được rồi, ngươi nghe tiếp đây. Câu này khó hơn nghe. Cái gì đầu tròn trùng trục như cái cục kỳ lân, xa về gần, về gần nắm đuôi mà kéo. Nhìn cái mặt ngu ngu rồi phải không? Trả lời không được cái gì? Thôi đứng đó suy nghĩ đi, ta ngủ một lát. Ta biết rồi. Là cái gáo vừa múc nước đúng không? Tưởng gì. Có câu nào khó hơn nữa không? Ông đố luôn đi. Câu này dễ ợt à. Ngươi biết luôn câu đó nữa hả? Trời đất ơi, cái gì ngươi cũng biết hết. Được rồi, để ta đi tìm câu gì khó.